tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 bước sang tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 được thần tài chiếu cố giải hung hóa cát đổi đời ngoạn mục giàu lên nhanh chóng hôm nay mình được tử vi rất vui khi gặp lại quý anh chị tuổi Đinh Mão trong chuyên mục tử vi 12 con giáp Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Vâng, quý anh chị tuổi đinh mão thân mến, trong cuộc sống thì ai trong chúng ta cũng đều mong muốn mình sẽ gặp được nhiều vận may, công danh sự nghiệp thành đạt, tiền bạc đủ đầy. Và trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin gửi tới quý anh chị tuổi đinh mão sinh năm 1987 về vận trình chi tiết tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023. Tháng vượt bao trở ngại, thần tài chiếu cố, nắm bắt được vận may, bất ngờ trúng số, trả hết nợ nần, trăm tỷ cầm tay. Vậy, cụ thể vận trình ra làm sao? Xin mời quý anh chị tuổi Đinh Mão cùng theo dõi lá số tử vi của mình ngay sau đây nhé. Tử Vi tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, tháng 2 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Người tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, là tuổi con mèo, thuộc mệnh hỏa, lưu trung hỏa, nghĩa là lửa trong lò. Số của người tuổi Đinh Mão rất hợp vào, giờ lẻ, ngày chẵn và tháng chẵn. Nếu xuất hành hay tiến hành công việc quan trọng vào thời điểm hoàng đạo này, sẽ vô cùng thuận lợi, thu được nhiều thắng lợi to lớn, đại cắt đại lợi. Tổng quan tử vi tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987. Người tuổi Đinh Mão đa số gặp nhiều may mắn về đường công danh, sự nghiệp, mỗi khi quyết tâm làm điều gì đó kết quả họ nhận được rất như ý. Dù có khó khăn cũng được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, hiếm khi tuổi Đinh Mão cho phép bản thân mình được hưởng thụ, nghỉ ngơi. Họ luôn chăm chỉ cố gắng làm việc, phấn đấu không ngừng để xây dựng sự nghiệp vững chắc, ổn định, không ít những lần họ vấp phải thất bại, nhưng niềm tin và ý chí luôn thôi thúc họ tiến lên phía trước chinh phục thành công. Những người tuổi đinh mão rất hòa đồng, thân thiện và tốt bụng, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh, đó là lý do tại sao đinh mão được rất nhiều người yêu quý, tôn trọng. Tử vi tuổi đinh mão sinh năm 1987 tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023, rơi vào tháng ất mão, năm quý mão 2023. Nguyệt lệnh chủ mão mộc gồm 10 ngày giáp, 20 ngày ất, sau tiết kinh chập tuổi đinh mão sinh năm 1987 gặp tháng chủ hành mộc thì tốt, song mộc đến mão là mộng duy. Tuy có nhiều may mắn, nhưng cũng mang theo rủi ro song hành, con giáp này lại gặp tháng thái tuế án ngữ, nên sẽ có nhiều tai họa, e rằng phải đề phòng mọi lúc, mọi nơi. Nhìn chung thì tháng 2 âm lịch của bản mệnh tuổi đinh mão cắt nhiều hơn hung, do được thanh long quý nhân hộ mệnh, thanh long là điểm đại cắt lợi, sẽ hỗ trợ người tuổi đinh mão, sinh năm 1987, xua tan phần nào hung hiểm của thái tuế. Nếu con giáp này biết tu tâm tích đức, chăm chỉ làm ăn, thì sẽ đạt được nhiều thành tựu trong công việc. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, trong tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý anh chị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi cho thấy bước sang tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023, đây là thời điểm thích hợp để người tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, mưu cầu về quan lộc người tuổi đinh mão như hổ mọc thêm cánh, làm việc gì cũng thuận lợi, có người giúp đỡ, bản mệnh là người thông minh, phản ứng nhanh nhạy với thời cuộc, lại thêm lối cư xử lịch thiệp, nho nhã, rất được lòng những người xung quanh, bạn làm việc tích cực, và hành sự linh hoạt. Tính tình của người tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, vui vẻ, sảng khoái, và rất mực hòa đồng với người khác, lúc này con giáp bạn nên chủ động đi gặp gỡ đối tác, thăm hỏi dịp đầu năm, để thắt chặt các mối quan hệ làm ăn, hợp tác. Đây cũng là lúc thích hợp để người tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987 kinh doanh, buôn bán, bàn bạc, mở rộng kinh doanh, thương thảo, hợp đồng. Nếu biết nắm bắt thời cơ, và phát huy sức mạnh cá nhân, chắc chắn con giáp này sẽ kéo được nhiều lợi ích về phía mình, bản mệnh có thể tìm cách, gia tăng hủy khí, để cầu tài lộc thuận lợi, mọi sự cắt lành, mộc khí đã đủ, nhưng vượng quá thì khó sinh lộc. Chính vì vậy, con giáp này nên sử dụng những màu sắc may mắn, hoặc đồ vật phong thủy hợp tuổi, hợp mệnh, để kéo cắt khí về bên mình. Ngoài ra trong tử vi có điểm báo, tháng mới cũng có xuất hiện dấu hiệu tốt lành cho tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987. Nếu bạn đang theo nghiệp học hành, viết lách văn chương, lúc này bạn nên tận dụng cảm hứng để tập trung vào sự nghiệp, có thể tìm kiếm đối tác người hỗ trợ mình theo các tuổi hợp như tuổi Mùi, tuổi Hợi thì sẽ có thêm may mắn. Theo tử vi tháng mới của 12 con giáp, con đường công danh sự nghiệp của tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987 trong tháng 2 âm lịch này, vận khí không quá xấu. Tuy nhiên, điều bất ổn ở đây chính là tâm lý của bạn, bản mệnh chưa rèn luyện đủ kỹ năng, lại hay với cao, cách nói chuyện không có lễ phép, không khách sáo, nên rất dễ tạo ấn tượng xấu với người khác, nếu chẳng may phạm vạ miệng với cấp trên, thì không hay chút nào. Lời khuyên cho người tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987 trong tháng 2 này là, không nên tùy tiện giao thiệp với người khác, bản mệnh cũng cần dè chừng, lời ăn, tiếng nói, đừng gặp chuyện gì cũng nói ra, làm việc ở mọi môi trường nào cũng đều nên biết kính trên nhường dưới nhé. Về mặt tài vận Bước sang tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 này cho thấy công việc khởi sắc rực rỡ, điều này sẽ đem lại nhiều tài lộc bất ngờ cho bản mệnh tuổi Đinh Mão. Chính tài tốt những người làm công chức viên chức cơ quan hành chính, công nhân công việc tiến triển tốt, có thu nhập ổn định, con giáp này không còn phải lo lắng những chuyện tiền nong. Đối với những người làm kinh doanh, buôn bán cũng cơ bản thuận lợi, tuy bản bệnh có vất vả nhưng với lợi nhuận thu về cũng làm cho bạn cảm thấy hài lòng. Nhờ vậy mà bạn cũng mạnh dạn tự tin vào chính bản thân mình hơn để tiến hành những kế hoạch mới. Tuy nhiên, có thể là bạn sẽ quá chủ quan trong việc quản lý tài chính và tự gây ra cho mình những cục diện xấu. Tháng này, tử vi của tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987 cũng có sự xuất hiện hung tinh đại đạo, đây là điểm báo có mất cấp người tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987 cần hết sức đề phòng, giữ gìn đồ đạc tài sản cá nhân cẩn thận nhìn chung tiền tài tuy kiếm ra được nhưng cũng không thiếu những nguy cơ bị tổn thất bản mệnh tuổi đinh mão cần tỉnh táo trong những chuyện liên quan đến tiền bạc thắng không kiêu mà bại không nản chớ thấy tiền bạc ùn ùn tới mà không còn kiểm soát bản thân vận trình tài lộc của người tuổi đinh mão sinh năm 1987, tháng này tuy khởi sắc nhưng vẫn chưa có cơ hội để được cải thiện rõ rệt bản kiếm được tiền nhưng không giỏi nắm bắt các cơ hội mới bên cạnh đó các hung tinh như đại đạo thiên nhiêu chủ về trộm cắp sẽ khiến bạn mất đi một khoản tiền hoặc tài sản có giá trị Khuyên bản mệnh tuổi Đinh Mão cần thật cẩn thận trong mọi trường hợp tránh để chuyện xấu xảy ra. Ngoài ra con giáp này có thể sẽ phải bỏ ra một khoản tiền kha khá cho các vấn đề sức khỏe. Xuất hành gặp chuyện bất lợi tốt nhất thời điểm này bạn không nên đi đường thủy, kẻo sẽ gặp hung vận ảnh hưởng tiền tài thậm chí còn nguy hại tới tính mạng. Vận khí trong tháng chưa thực sự được tốt vẫn luôn có nguy cơ tiềm ẩn nhiều hung họa dẫn đến hao tài tốn của. Người tuổi Đinh Mão làm gì cũng nên cẩn thận luôn đề cao cảnh giác đừng để bản thân mình bị lừa gạt hoặc dính dáng tới pháp luật nhé. Về mặt tình cảm, bước sang tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023, về tình cảm tháng này của người tuổi Đinh Mão, tinh thần của bạn không được tốt, gia đạo có điểm báo, thiếu hài hòa, êm ấm, cha mẹ xa cách con cái thiếu tình thương của cha hoặc mẹ. Ngoài ra thì bản mệnh tuổi Đinh Mão trong tháng này cũng khá cô đơn, dù là người có đôi có cặp hay người độc thân cũng đều không tránh khỏi cảm giác cô độc thiếu thốn tình cảm. Đường tình duyên ảm đạm, cho dù tiền bạc đầy túi cũng khó có thể khiến cho tình đầy tim, đào hoa kém sắc. Người tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, không có được người mình yêu, dù đã bỏ ra rất nhiều tình cảm và công sức, cũng giống như cuộc đời vốn không công bằng, tình cảm cho đi mà không được nhận lại, bản mệnh cũng đành phải chấp nhận mà thôi. Các cặp đôi, này sinh khá nhiều mâu thuẫn, do bất đồng quan điểm, tuy điều này xuất phát từ ý tốt, nhưng sự nóng này đã che mờ đôi mắt, khiến cho bản mệnh và đối phương, không thể nhường nhịn và cảm thông cho nhau, dạn nứt là điều khó có thể tránh khỏi. Về mặt sức khỏe, sức khỏe của người tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987 trong tháng 2 âm lịch, năm Quý Mão 2023, có những dấu hiệu chuyển biến tích cực và đã ổn định hơn tháng trước nhưng vẫn chưa phải là lý tưởng. Tử vi cho thấy, con giáp này vẫn gặp những dấu hiệu bệnh tật, hệ miễn dịch suy giảm, nhất là đối với những phụ nữ đang trong giai đoạn thai kỳ, thì dễ gặp phải chuyện bất chắc. Người tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987 và người nhà nên cẩn trọng. Sức khỏe là điều đáng quý hơn cả, chăm sóc cơ thể nên được đặt lên hàng đầu. Ngoài ra, thời điểm đại dịch COVID vẫn còn tiềm ẩn và để lại những hệ lụy luôn có nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại. Người tuổi đinh mão nên chủ động theo dõi tin tức chính thống về bệnh dịch, có những phán đoán chính xác và lựa chọn cách khoa học hợp lý nhất để bảo vệ cho mình và gia đình. Tiết xuân phân, trời sẽ dần dần ấm lên, xua tan giá rét từ mùa đông, song đây lại là lúc các bệnh về hô hấp sinh sôi, nảy nở, bạn nên nhớ đeo khẩu trang khi ra ngoài nhé. Bên cạnh đó, người tuổi Đinh Mão trong tháng này cũng không nên tụ tập ở những nơi đông người, tránh xa những sự khiêu khích và phải nhẫn nhịn trước những lời khiêu khích cũng như nhẫn nhịn trước mọi việc. Nếu không, rất có thể những điều này sẽ gây nên sự rắc rối trong cuộc sống cho bạn. Năm bí quyết cần nắm vững nếu muốn làm giàu, người tuổi Đinh Mão nên biết sớm giàu sớm. Hầu hết chúng ta đều mong muốn tìm cách làm giàu nhanh nhất. Tuy nhiên, làm giàu cũng cần phải có những bí quyết bạn cần phải nắm vững những bí quyết này thì mới có thể học cách để làm giàu thứ nhất là xác định mục tiêu rõ ràng bất kỳ làm một việc gì đó thì việc đặt mục tiêu rõ ràng là điều rất cần thiết làm giàu cũng vậy bạn cần phải có một lộ trình rõ ràng đặc biệt là đối với những người đang học cách làm giàu từ hai bàn tay trắng bạn không có nhiều vốn để phung phí để thử vì vậy bạn cần phải có lập một kế hoạch cụ thể và quản lý hoạt động kinh doanh rõ ràng ngay từ ban đầu khi xác định rõ mục tiêu thì bạn sẽ không bị mơ hồ đối với con đường làm giàu của mình điều này cũng giúp bạn xác định những khó khăn thử thách đối với cách làm mà chọn để làm giàu từ đó có những kế hoạch dự trù nhằm để đối phó thứ hai là làm những thứ mà bạn đam mê dù bạn đang tìm cách làm giàu ở nông thôn hay thành thị thì trước tiên hãy nghĩ đến những việc mà bạn cảm thấy đam mê thích thú làm giàu dựa trên sở thích sẽ khiến bạn luôn cảm thấy có động lực cũng như nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày khi thức dậy mỗi ngày còn gì đẹp đẽ hơn là được làm những việc thỏa mãn đam mê mà vẫn có thể kiếm ra tiền đúng không nào không chỉ vậy khi có đam mê với công việc bạn sẽ không dễ dàng từ bỏ ngang chừng khi gặp khó khăn mà thay vào đó sẽ tìm cách để khắc phục vấn đề thứ ba là học cách quản lý bản thân để học cách làm giàu có hiệu quả đầu tiên hãy học cách quản lý chính bản thân mình tạo cho mình những quy định nghiêm ngặt trong công việc không cần phải việc gì quá xa vời, việc đơn giản mỗi ngày bạn dành ra bao nhiêu thời gian cho công việc, bao nhiêu thời gian để đọc sách, học tập và trau dồi thêm kiến thức. Đây cũng là một cách để bạn phân bổ thời gian hợp lý, phân bổ sức lực cho từng công việc để giúp bản thân phát triển và hoàn thiện hơn. Nếu biết cách quản lý bản thân thì sau này bạn cũng sẽ dễ dàng quản lý nhân viên trong công việc. Sống có quy củ sẽ giúp bạn làm mọi việc suôn sẻ hơn rất nhiều đấy nhé. Thứ tư là chuyển thói quen chi tiêu sang đầu tư tiết kiệm. Muốn giàu có thì bạn phải học cách sống như những người giàu. Bởi những người giàu biết cách chi tiêu và quản lý tiền bạc hợp lý. Hầu hết đa số những người giàu đều không có thói quen đổi điện thoại ngay khi hãng ra mắt sản phẩm mới thay vào đó họ sẽ dùng tiền để đầu tư kiếm tiền sinh lời. Vì vậy, bạn cần thay đổi những thói quen chi tiêu phung phí, không cần thiết và học cách quản lý tài chính tốt hơn nhé. Ngày nay có rất nhiều cách dùng tiền nhàn rỗi để đầu tư như mua cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, bất động sản. Hoặc đơn giản là việc gửi tiết kiệm tiền vào ngân hàng thứ năm là luôn học hỏi sáng tạo dù bạn là ai bạn đang học cách làm giàu tại nhà hay những cách làm giàu từ buôn bán dù làm giàu bằng cách nào thì việc học hỏi và sáng tạo trong công việc là điều không thể thiếu học hỏi để cho ra những ý tưởng chiến lược kinh doanh mới nếu cứ mãi đứng im một chỗ không chịu thay đổi bạn sẽ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau hãy cứ sáng tạo và đưa ra những ý tưởng mới mẻ biết đâu chính ý tưởng đó lại giúp bạn có thể giàu một cách nhanh hơn trên đây là những cách có thể giúp bạn làm giàu trong cuộc sống. Mong rằng bạn có thể vận dụng các bí quyết cũng như lựa chọn cách làm giàu phù hợp với bản thân. Vâng, quý anh chị tuổi Đinh Mão thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý anh chị tuổi Đinh Mão sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý anh chị trong thời gian sớm nhất. Xin kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.